Anh ơi, cây trà phấn cung đình đấy nha anh nhá. Hoa rất đẹp luôn, hàng này hàng lâu năm rồi. Anh nhìn này, cái bông hoa màu sắc nó có mỹ mãn không? Đấy, cây cao khoảng tầm 1 mét. Có những cây to to như thế này thì cao khoảng tầm 1,2 mét. Đây, hàng này hàng 1,2 mét. Cây rất đẹp và còn rất là nhiều nụ luôn. Nụ to, nụ nhỏ, cái hàng nụ bé bé này là sẽ chơi được lâu này anh này. Đấy, cây đẹp lắm. Đây, cây nữa đây. Em thì em chơi thích nhất cây này. Cao to đẹp, nhiều nụ. Vẫn còn rất là nhiều cái nụ bé có thể chơi được nữa. Còn đâu nếu thích tán tròn ạ, mà trưng ở những cái chỗ nào mà có khoảng không mà tứ phía bốn bề thì chọn cây này ạ. Là cây thứ hai. Đây, cây này gọi là hơi kiểu dáng bonsai một chút. Hoa đang bắt đầu chuẩn bị nở. Anh thấy cái bông hoa, sắc hoa của cái cây trà phấn cung đình nhà em có đẹp không? Đấy, rất đẹp luôn. Với cây này bụi bụi nhỏ nhỏ. Em sẽ chụp mấy cái hình, anh ưng cây nào thì chuyển chính xác cây đấy ạ. Các bạn có nhu cầu muốn mua trà phấn cung đình ạ thì vui lòng alo nhá, 097 797 3535 ạ. Cảm ơn bạn.